Đây là gọi cá hồi đúng không? Hay cá gì? Cá tầm à? Cá tầm. Cá tầm. Cá hồi. Ngon thế. Đây mà, xuống vuông lên. Cái nhìn chính diện. Chị xem lúc dùng nó này. Ôi đẹp, ngon chứ. Đơn giản. Bé bé. Mi ơi, bỏ chén xong. Có đá nữa, cho có đá. Em ơi, nước chấm em. Cho em biết đá. Đây, em có rồi. Ở đâu, cái này chưa có. Để gọn nó ly cho chị để cá kìa. Wow. Cái này mặn lắm. Thôi nào uống rồi, ăn không? Cái này là ăn phải nhúng qua chanh. Nhúng qua chanh á? À? Nhúng qua chanh xong bắt đầu mình chấm một tạt. Thế tao không nhúng chín được à? Thì gói mà à. Không, cái này nhúng qua chanh trước. Đây đi, mày nhìn tao này. Nhìn đây. Tráng đúng không? Từ đầu cho rau lá chua. Mà tía tô, tía câu hả? Rồi. Em nhúng qua chanh đi, cho kia vào nhúng qua chanh. Chứ xong, anh cứ để yên em nào. Chẳng phải cho cái này nhúng qua chanh thì tía nó chín rồi thì chẳng ấy. Tía tô nhiều lá này. Nói thì cứ cay. Chịu người. Yêu ơi. Biết chanh này là gì không? Làm nó chín thì gì? Làm mắm. Bớt tay. Bớt tay. Ok. Ta. Ở đây. Đâu cũng chín cá. Đó là cuộn vàng. Em ăn cá gì? Lá gì? Lá chua, lá. Đây em bảo này, giờ là giờ là chị cho to lên thì để em cho cá các bạn này vào cho nước chứ còn ăn lên là dứa. Dứa. Bánh trắng nó vụn quá. Sau đó này, chấm vào cái này, xịt vào cái tàn. Thôi đừng quay ra tàn. Em phải ngoái mùi tàn, mùi tàn đấy. Ngon không? Quá tuyệt. Chị cứ kệ em làm được ạ. Hăng quá. Hăng quá. Uống cái này phải hít thật sâu vào. Khi nào mình cảm thấy phê phải hít thật sâu vào là nó phê. Thân dí. Sao lại đây. Ngon không? Ui chị quay. Ngon không? Ngon. Đây cũng chảy nước mắt rồi. Nó sống lên này. Có những quả gì có khế không? Ăn mày dứa và rất là ngon. Nhưng mà cá tầm nướng. Tuyết rơi mà trắng lạnh thế nào? Nắng sớm mà ra. Làm tầm 1 cân đấy. Vâng. Xong ăn cá nướng hay nó ngọt.